bị chỉ trích vì các tweet liên quan đến vấn đề Nam Phi. Chính phủ Nam Phi đã chỉ trích gây gắt một bình luận của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về dự thảo chính sách thu hồi đất của nước này. Trump đã tweet hôm thứ tư, ông đã yêu cầu bộ trưởng ngoại giao của mình nghiên cứu chặt chẽ các trường hợp bị thu hồi và chiếm đoạt đất đai tại các trang trại Nam Phi. Ông viết rằng chính phủ Nam Phi hiện đang chiếm đất từ nông dân da trắng. Các tweet đề cập đến chính sách được tổng thống Nam Phi. Sero Ramaphosa đề xuất kế hoạch dự tính sẽ cho phép chính phủ thu hồi đất mà không cần bồi thường. Được biết, hầu hết đất nông nghiệp tại Nam Phi thuộc sở hữu của nông dân da trắng. Hôm thứ Tư, Trump nói với Fox News, chính phủ Nam Phi đã thu hồi đất mà không bồi thường vì chủ sở hữu đất mang màu da trắng. Một số người nói rằng tweet của Trump có thể nhằm ảnh hưởng các cử tri da trắng tại Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chính phủ Nam Phi đã tweet hôm thứ Năm, nói rằng nước này hoàn toàn bác bỏ lập luận trên, nhận thức eo hẹp trong tweet của Donald Trump chỉ có mục đích chia rẽ quốc gia và khiến Nam Phi nhớ về quá khứ thuộc địa của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết hôm thứ Năm, thu hồi đất mà không bồi thường là một việc làm không thỏa đáng và sẽ khiến Nam Phi bị lạc hướng. Michael Cohen kêu gọi đóng góp qua GoFundMe Michael Cohen đang dơ tay kêu gọi công chúng giúp chi trả cho các khoản thanh toán pháp lý của mình. Một nhà tài trợ vô danh đã đóng góp cho ông 50.000 Mỹ Kim. Thông qua luật sư, Cohen nói việc kêu gọi đóng góp qua GoFundMe sau khi ông nhận tội là cách duy nhất bảo đảm cho ông có thể khai báo tất cả những điều liên quan đến Tổng thống. Cựu luật sư riêng của Trump, Michael Cohen, đã nợ IRS ít nhất 1 triệu Mỹ Kim sau khi nhận tội trốn thuế vi phạm tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử và gian lận ngân hàng, ông đã trả lại hàng triệu đô la nợ nần. Vì lời nhận tội, ông cũng buộc phải từ bỏ việc kinh doanh giấy phép lái taxi tại New York. Điều này đã thu hẹp trị số Uber và Lyft rung chuyển ngành công nghiệp. Lani Davis, luật sư cô Hành cho biết hôm thứ Tư, cô Hành không có nguồn lực tài chính và nợ nần. Cô Hành, người từng nói sẽ đỡ đạn cho Trump, hôm thứ Ba khai rằng Trump đã chỉ đạo ông sắp xếp khoảng tiền 130.000 đô la để chi trả cho Stormy Daniels, một nữ diễn viên khiêu dâm và 150.000 đô la cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nhằm bịt miệng hai người về các cáo buộc bất lợi cho Trump trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trump đã phủ nhận sự tham gia của ông trong vấn đề trên. Ông nói với Fox News, ông chỉ biết đến các khoản thanh toán sau này. Vào sáng thứ Sáu, trang GoFundMe, được gọi là quỹ chân lý Michael Cohen, đã quyên góp được 149.000 Mỹ Kim từ khoảng 2.770 khoản đóng góp. Hầu hết các công chúng tỏ ra hoài nghi và không cảm thông cho ông. Tuy nhiên, một nhà tài trợ 5 đô la đã khuyến khích viết, Hoa Kỳ sẽ yêu bạn vì sự trung thực của bạn. Một phiên bản đặt danh với trang gây quỹ Michael Cohen Truth Fund.com có tên ngắn hơn gọi là michaelcohantruth.com đã chuyển hướng đến website chiến dịch tái tranh cử của Trump. Chiến dịch huy động của Cohen với mục tiêu 500.000 đô la có thể là cách Cohen gây chú ý đến đảng Dân Chủ và những người muốn xem Trump bị hà gục. Đây không phải là trường hợp đầu tiên kêu gọi chống Trump. Andrew McCabe, cựu phó giám đốc FBI, đã kêu gọi hơn 500.000 đô la chỉ trong 5 ngày cho chiến dịch bảo vệ pháp lý của mình đa nhiều đã kêu gọi tài trợ cho vụ kiện của bà với số tổng số tiền 500.000 đô la được huy động từ khoảng 17.000 tài trợ. Cohen có thể sẽ cần nhiều hơn nữa. Một mô tả ngắn trên trang GoFundMe viết rằng một khoản quyên góp minh bạch sẽ giúp Cohen và gia đình ông ấy tiếp tục nói những sự thật về Trump. Giáo sư Jessica Levinson của Trường Luật Yolala cho biết vấn đề trong các chiến dịch huy động đóng góp từ cộng đồng là mối quan tâm đạo đức vì các quỹ này cho phép mọi người đóng góp vào một mục đích chính trị tương tự như các chiến dịch vận động chính trị khác nhưng lại không có những quy định minh bạch tương tự. Trích dẫn các quy định mới về bảo mật, GoFundMe không còn cho phép các nhà gây quỹ tải xuống các thông tin của các nhà tài trợ như địa chỉ email. Các nhà gây quỹ có thể tiếp xúc với các nhà tài trợ qua GoFundMe. Mặc dù có một lựa chọn ẩn danh trên website, tuy nhiên người gây quỹ vẫn có thể xem tên của các nhà hậu tâm. GoFundMe đã không trả lời yêu cầu bình luận. Robert Rizzi, một luật sư chuyên về thuế và vấn đề đạo đức trong chính phủ cho biết, luật sư chưa rõ liệu Cohen có phải trả thuế cho số tiền thu được từ việc gây quỹ hay không. Thuế sẽ được áp dụng nếu số tiền được tính là thu nhập, tuy nhiên nếu đó được coi là một món quà thì không phải chịu thuế. Ông nói sẽ thật trớ triêu khi số tiền cô Hanh dùng để bảo vệ mình khỏi tội trốn thuế lại bị đánh thuế. Sessions đáp trả Trump vì chỉ trích Bộ Tư pháp Jeff Sessions đã phản ứng mạnh mẽ trước cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng ông không thể kiểm soát Bộ Tư pháp. Trump đã tăng cường chỉ trích Bộ Tư pháp trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm thứ Năm, trong khi Tòa Bạch Ốc đang vật lộn để giải quyết các vấn đề pháp lý của cựu chủ tịch chiến dịch Trump Paul Manafort và cựu luật sư riêng của Trump, Michael Cohen. Tổng thống đã tấn công vào Bộ Tư pháp và FBI, nói rằng họ đã đối xử bất công với ông và những người ủng hộ ông. Trump cũng chỉ trích Sessions, ông nói tôi đã lựa chọn một vị tổng trưởng lý không thể nắm quyền, kiểm soát được Bộ Tư pháp. Đáp lại lời chỉ trích của Trump, Sessions nói, tôi nắm quyền kiểm soát Bộ Tư pháp từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức. Trong nhiệm kỳ tổng trưởng lý của tôi, Bộ Tư pháp sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tính toán chính trị sai trái. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây của Reuters, IPSOS cho thấy sự ủng hộ của đảng Cộng hòa với Trump sau bê bối pháp lý liên quan đến Manafort và Cohen đã suy giảm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ thứ Ba đến thứ Năm cho thấy 78% đảng viên Cộng hòa ủng hộ Trump, giảm 3% so với cuộc thăm dò kéo dài 7 ngày trước đó. Chỉ có 37% cho biết họ hài lòng với công việc của Trump, mặc dù vậy, số lượng ủng hộ Trump tương đối ổn định so với người tiền nhiệm của mình. Úc có thủ tướng mới sau một tuần đầy sóng gió trên chính trường Úc. Nước này đã có thủ tướng mới, cựu bộ trưởng tài chính Scott Morrison trở thành lãnh đạo Đảng Tự do và đã tuyên thệ nhậm chức vào chiều thứ Sáu. Morrison nói, tôi có kế hoạch khiến nước Úc trở nên mạnh mẽ hơn, nền kinh tế của chúng ta sẽ vững mạnh để bảo đảm cho những điều mà người Úc tin tưởng, giữ người Úc an toàn khỏi các cuộc khủng bố và bạo lực học đường. Morrison lần đầu tiên được bầu vào quốc hội hơn một thập niên trước. Ông cũng từng là bộ trưởng nhập cư và nổi tiếng với lập trường cứng rắn chống lại người tị nạn. Ông đã thúc đẩy chính sách ngăn chặn tàu thuyền của người tị nạn và đưa họ đến các trại tị nạn trên đảo Nam Thái Bình Dương. Morrison tiếp tục quản công việc của Malcolm Turnbull, người đã nắm quyền trong 3 năm, Turnbull đã chịu áp lực yêu cầu ông từ chức vì kết quả thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm đối với đảng tự do của ông ngày càng thấp. Turnbull đã chiến thắng sát nút trong một cuộc bầu cử lãnh đạo hôm thứ Ba, tuy nhiên năm bộ trưởng nội các đã từ chức sau đó. Turnbull tuyên bố ông sẽ rời khỏi quốc hội, điều này có thể khiến đảng tự do sẽ mất thế đa số trong quốc hội.